Thọ Khang Bảo Giám, Ấn Quang Đại Sư Tăng Đính, Việt Dịch, Biểu Quang, Tự Đệ Tử Như Hòa, Giảo Duyệt, Đức Phong và Huệ Trang. Hãy nên lấy Thọ Khang Bảo Giám làm sách giữ gìn tánh mạng cho con em đã hiểu chuyện đời. Chẳng những thanh niên phải nên xem, ngay cả người già cũng nên đọc, muốn con em được trường thọ, phải hoàn toàn tin cậy vào người cao tuổi. Thường nói đến chuyện họa phước, Ấn Quang Đại Sư 1862-1940. Đôi lời bày tỏ, bộ sách này rất cần thiết cho giới trẻ hiện thời, bởi đời sau chẳng những đạo luật của quốc gia không hề đề cập đến, ngay cả cha mẹ đối với con cái của mình cũng không giảng nói đạo lý giới dâm bảo toàn danh mạng, khiến cho rất nhiều thanh thiếu niên bởi vì vô tri tham dâm mà đoạn mất đi tánh mạng quý giá. Quả thực đáng buồn, hy vọng khi mọi người gặp được quyển sách này, đọc tỉ mỉ cũng như triển khai lưu thông, thường xuyên cảnh tỉnh bản thân và khuyên bảo những người xung quanh mình. Nếu như không mang những đạo lý này nhắc nhở người đời, tức thời lỡ mất công từ bi cứu độ của Phật Như Lai vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời mở đầu. Mỗi người đều hy vọng bản thân và con cái khỏe mạnh, trường thọ hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng nếu như trong những chuyện sắc dục này không biết kiêng kỵ, không biết tiết chế, không biết thận trọng, tức thời chỗ hy vọng và đạt được sẽ hoàn toàn trái ngược nhau, há chẳng đáng buồn, đáng đau xót ư? Cho nên Khổng Tử nói, thời kỳ thiếu niên huyết khí chưa định, không được phép phạm sắc dục. Mạnh Tử nói, phương pháp dưỡng tâm tốt nhất, không gì qua được thiểu dục, ít dục. Người ít dục tuy cũng có đoạn thọ nhưng rất ít, người nhiều dục tuy cũng có trường thọ nhưng cũng rất ít. Vì vậy có thể nói sinh tử tồn vong của con người quá nửa quyết định bởi lòng dâm dục nhiều hay ít. Bất Huệ Ấn Quang tôi, tuy chẳng có năng lực cứu thế nhưng lại thường hy vọng thế nhân đều có thể khỏe mạnh sống lâu, bèn bổ sung hiệu đính và biên tập đồng thời khắc bản lưu hành cuốn sách này. Hy vọng những người biết yêu mến bản thân và thương yêu con cái nhà mình có thể đem cuốn sách này đọc kỹ. Đối với quan hệ lợi hại giữa sắc dục với khỏe mạnh và thọ yểu sáng như ban ngày, mà còn có thể dạy bảo con cái trong nhà, khuyên bảo thân hữu bên ngoài. Mặt khác, tôi còn nguyện cầu cho cuốn sách này có thể lưu thông rộng khắp ở thế gian, khiến cho hết thảy mọi người đều trường thọ khỏe mạnh. Đây là gương lành mà tôi cầu chúc. Những lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Một, trong cõi đời gần đây, bọn thiếu niên do tình dục quá nặng nên buông lung chơi bời, hoặc mê mệt thê thiếp, hoặc do ý chuyên nghĩ đến điều dâm mà tinh thần ngầm bị tổn thương, hoặc thủ dâm để dò dỉ phung phí thứ quý báu nhất. Do vậy thân yếu tâm hèn, chưa già đã suy, học vấn sự nghiệp đều chẳng thành tựu, thậm chí con cái sanh ra đều bế bớt hoặc khó khôn lớn thành người được, mà thọ mạng của chính mình cũng có thể dài lâu, như trong số mạng đã định chẳng đáng buồn ư? Hoàng Hóa Nguyệt San kỳ thứ 2, Ấn Quang Văn Sao Tam Biên quyển 2 trả lời, cư sĩ Vĩnh Nghiệp. 2. Tám chữ hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ chính là quy củ mực thước để làm người. Nếu ai chẳng tận sức nơi tám chữ ấy, chính là đã mất đi tám chữ. Tám chữ đã mất thì là loài cầm thú đội mũ mặc áo. Người tuổi còn trẻ thì cái khó chế ngự nhất là tình dục. Thế đạo hiện thời chuyên lấy việc hướng dẫn khêu gợi dâm dục làm mục đích. Các con tuy có âm đức của tổ tiên chẳng đến nỗi xa đà lắm, nhưng cần phải dè dặt tự giữ gìn mới hỏng chẳng thẹn với cha ông. Nếu chẳng dốc sức tạo lập phẩm hạnh, bị dâm dục khống chế, sau này quyết định chẳng có thành tựu, hoặc đến nỗi đoạn mạng mà chết. Nay ta gửi cho các con hai bộ lịch sử thống kỷ. Đây là những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng trích từ 24 bộ sử gia, hai cuốn Giang Ngôn Lục. Đây chính là đạo trọng yếu để học Phật, là quy củ thường hằng để tu thân, hãy nên đọc kỹ. Câu Nam Mô A Di Đà Phật như đã nói chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh. Nếu có thể thưởng niệm thì tâm địa tự nhiên mở mang thông suốt, tri kiến tự trở về chánh lý, học hành làm việc đều có lợi ích lớn. Huống hồ nay đang lúc thế đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể gặp sự hóa lành, gặp nạn trở thành chuyện may, lợi ích chẳng thể nói trọn hết. Các con hãy nên hành theo Giang Ngôn Lục, đọc Thọ Khang Bảo Giám, Thanh Niên Bảo Thân, vân vân, thì chẳng đến nỗi buông lung theo tình dục hoặc thủ dâm. Thiếu niên hiện thời quá nửa mắc chứng thủ dâm, đấy thật sự là một con dao thật sắc giết hại cái thân vậy. Hãy nên đau đáu răn rẻ.
Anh các con là Đức Tấn, mong mỏi các con sẽ do Phật Pháp mà giữ vẹn hạnh nhà nho. Đã sớm xin Quang viết thư khuyên lơn các con, Quang sợ các con bị nhiễm theo trào lưu thời thượng, trái nghịch với Phật, uổng phí tâm ta, vô ích cho các con, nên không viết thư ngay. Này các con đã biết tấm lòng sâu đậm của anh mình, gửi thư xin dạy dỗ, nay ta chỉ nói những điều khẩn yếu, những điều khác hãy tự mình chịu tận lực thực hiện, lâu ngày sẽ chẳng khó gì mà dần dần biết được. Phải thế con người và trời đất cùng xưng là tam tài. Trời đất cao dày, ai có thể biết được, con người với tấm thân sáu thước sao lại có thể cùng trời đất cao dày, khôn lường cùng xưng là tam tài cho được. Ấy là vì con người có thể kế tục bậc thánh đời xưa, mở lối cho hàng hậu học đời sau, dự phần vào cuộc sanh thành dưỡng dục của trời đất vậy. Con người không thể giữ vẹn đơn thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì đã mất cái danh nghĩa con người. Huống hồ kẻ chuyên ôm lòng mưu mẹo dối trá, ỷ mạnh nuốt yếu ư, người như thế còn thua kém sài lang hổ báo, rắn độc, rết dữ nữa, còn có thể gọi là người được ư? Thử nghĩ đến lời ta đừng quên, thì sẽ dần dần tự có thể dự vào bậc thánh, hưởng được phước nhân từ sống thọ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Thượng trả lời thư cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục. 3. Đối với lớp hậu sinh trong hiện thời, khi chúng nó vừa hiểu chuyện đời, liền dạy chúng nó về đạo giữ tinh hộ thân. Nếu chúng nó biết tốt xấu sẽ chẳng đến nỗi tự xem thủ dâm là vui, để rồi mắc các nỗi họa như bị mất tánh mạng hoặc trở thành tàn phế, hoặc vĩnh viễn truyền lại nòi giống yếu ớt, vân vân. Với đứa chưa hiểu chuyện đời chớ nên nói, còn đứa đã hiểu chuyện đời nếu chẳng nói, thì trong 10 đứa hết 9 đứa phạm phải tật này, đáng sợ vô cùng. Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử dạy, phụ mẫu duy kỳ tật nhi yêu, cha mẹ chỉ lo về tật ấy. Những tật khác đều không quan hệ lắm, chơi bời bừa bãi, thủ dâm, tham ân ái quả thật là chuyện khẩn yếu quan trọng nhất. Vì thế Khổng Tử mới nói đến điều này. Nhưng người chú giải chẳng chịu nói ra chỗ tai hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử cũng chẳng có hiệu quả thật sự, đáng than thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Hạ, thư trả lời cư sĩ Niệm Phật. 4. Này cử cho ông một bộ lịch sử thống kỷ, 2 cuốn Thọ Khang Bảo Giám, 3 cuốn Gia Ngôn Lục. Thống kỷ thì ông tự giữ để biết cõi đời bình trị hay loạn lạc, biết gương nhân quả. Thường xem Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm, vân vân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Từ Thư Dung. 5. Tuổi con còn thơ ấu, phải cực lực chú ý giữ gìn thân thể. Hãy đọc kỹ sách Dục Hải Hồi Cuồng trong bộ An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám. Có nhiều thiếu niên ý niệm tình dục dấy lên rồi bèn thủ dâm. Chuyện ấy khiến thân thể bị tổn thương tột cùng, chớ nên phạm. Hễ phạm sẽ tàn hại thân thể như bẩn tự tâm, khiến cho thân thể hữu dụng bị chết yểu, hoặc trở thành phế nhân yếu ớt, không làm nên cơm cháo gì. Lại còn phải hàng ngày phản tỉnh, suy xét tội lỗi nơi thân, nơi tâm, ngõ hầu chẳng đến nỗi tự mình tàn hại. Nếu không cha mẹ không nói, dư trường chẳng nói, bạn bè đàn đúm xúi dục nhau tạo thành thói ác ấy, chuyện này nguy ngập còn hơn đi vào vực sâu bước trên băng mỏng đấy. Tăng tử có tư cách đại hiền mà đến lúc sắp chết mới nói, kinh thì chép, dè dặt kinh sợ như vào vực sâu, như đi trên băng mỏng, từ nay trở đi ta biết đã thoát. Chưa đến lúc sắp chết thì vẫn thường kinh sợ, nay ta sắp chết mới biết mình không bị hãm trong tội lỗi. Cử Bá Ngọc năm 20 tuổi, biết 19 năm trước sai trái. Đến tuổi 50, biết 49 năm trước đẹp sai. Khổng Tử vào tuổi 70 còn muốn trời cho sống thêm vài năm, hoặc dăm 10 năm nữa để học kinh dịch, hòng tránh lỗi lớn. Các thánh hiền gìn giữ trưởng dưỡng sự phản tỉnh, suy xét như vậy chính là nền tảng để học Phật liễu sanh tử. Những điều khác đã được nói tường tận trong Văn Sao và các sách khác, cho nên không viết cặn kẽ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Từ Trí Nhất. 6. Con em thông minh trong thế gian, khi bước vào tuổi dậy thì, do cha mẹ, anh hay thầy chẳng dạy rõ lợi hại, đến nỗi vì thủ dâm hoặc tà dâm mà mất mạng đến quá nửa, dẫu chẳng chết ngay cũng sẽ thành tàn phế, không có thành tựu gì. Ông đã bị hại sâu xa, hãy thường nên giữ lòng nghiêm cung kinh sợ, chớ để một niệm nghĩ tới nữ sắc. Hãy nỗ lực tu pháp môn tịnh độ, lâu ngày chắc sẽ mạnh khỏe.
Ông đã lấy vợ hay chưa? Nếu chưa, hãy nên đợi vài năm nữa rồi mới lấy vợ. Nếu đã có vợ rồi, thì hãy nói rõ với vợ nhằm dưỡng thân thể ở riêng phòng khác, coi nhau như khách, quyết chồng coi nhau như vợ chồng. Đôi bên khuyên nhủ lẫn nhau, chớ mỗi tưởng một niệm nghĩ đến chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn mạnh mẽ rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng chung đụng một lần. Nếu thường ân ái sẽ bị lại bệnh cũ, hãy nên nói với hết thảy những kẻ thiếu niên về họa hại này để vun bồi phước cho chính mình. Những đứa chưa hiểu biết, đừng nói chuyện này. Với đứa đã hiểu biết, hãy nên cực lực nói về sự họa hại. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Tôn Nghệ Dân. 7. Gần đây người ta hay bị bệnh phổi. Quang chẳng nghĩ như vậy là bình thường. Người đời sau nghiệp nặng dậy thì sớm, 11-12 tuổi đã có dục niệm. Dục niệm đã dấy lên không có cách gì kiềm chế, lại chẳng biết nghĩa lý giữ gìn thân thể nên bèn dùng đến cách thủ dâm. Như cây cỏ vừa mới nảy mầm liền bị bẻ chồi, ắt phải khô héo. Con em thông minh do vậy mất mạng chẳng biết là bao nhiêu. Dẫu chẳng đến nỗi chết ngay lập tức, thì thân thể yếu đuối không nên cơm cháo gì. Đến khi lớn lên cưới vợ, cha mẹ sư trưởng, tuyệt đối chẳng nói đến đạo tiết dục giữ gìn thân thể. Vì thế quá nửa bị bệnh chết đều do thủ dâm và tham ăn nằm mà ra. Do vậy Khổng Tử đáp lời Mạnh Tử Bá, mà đáp lời Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu rằng: phụ mẫu duy kỳ tật chi yêu, cha mẹ chỉ lo lắng về tật ấy, chính là dạy phải kiêng ăn nằm. Chẳng kiêng ăn nằm thì trăm bệnh đua nhau phát ra, có thể kiêng ăn nằm thì giảm bớt bệnh tật nhiều lắm. Mạnh Tử nói: dưỡng tâm giả, do kẻ khéo dưỡng thân, ắt phải nhờ vào chế ngự tâm, chẳng do dục niệm khởi lên nên gọi là dưỡng tâm. Mạc thiện ư quả dục, kỳ vi nhân dã quả dục, tùy hữu bất tồn yên giả quả hỷ. Kỳ vi nhân dã đa dục, tùy hữu tồn giả quả hỷ. Dưỡng tâm thì không gì hay bằng ít ham muốn. Ai làm người mà ít ham muốn, tùy tâm người ấy có những điều không hợp đạo nghĩa, nhưng những điều ấy cũng ít. Ai làm người mà lắm ham muốn, tâm dù có giữ được đạo nghĩa thì đạo nghĩa ấy cũng chẳng được mấy. Cổ nhân trọng sanh mạng người dân, Thiền Nguyệt Lệnh trong sách Lễ Ký chép: trọng xuân tiên lôi tam nhật, tù nhân dĩ mộc đạt tuần ư đạo lộ viết. Lôi tương phát thanh, kỳ hữu bất giới, kỳ dung chỉ giả, tức phòng sự, danh tử bất bị, tất hữu hung tai. 3 ngày trước khi sấm động vào giữa lúc mùa xuân, viên quan chấp lệnh cầm mõ gỗ đi khắp nẻo đường giao truyền, sấm sắp rèn, kẻ nào chẳng kiêng ân ái, tức ăn nằm sẽ sanh con chẳng vẹn toàn, ắt có tai nạn hung hiểm, tức là tay chân thân thể chẳng trọn vẹn, hoặc sanh ra quái thai, hoặc vợ chồng bị chết, hoặc bị bệnh ngặt nghèo, nên nói là ắt có tai nạn hung hiểm. Đấy là chánh lệnh của quốc gia. Nay thì cha mẹ sư trưởng chọn chẳng nói với con cái về chuyện này. Đến khi đã ngã bệnh, thầy thuốc cũng chẳng bảo kiêng ăn nằm. Ấy là vì chẳng coi mạng người là trọng, chỉ mong người ta bệnh ngày càng nặng để phải chữa trị nhiều hơn. Thầy thuốc dụng tâm như thế, tội khác nào bọn cường đạo chặn đường cướp của. Bệnh của ông bất luận là do nguyên nhân nào phát sanh, đều nên lấy việc đoạn hẳn chuyện ăn nằm làm phương sách để mau được lành bệnh. Đợi đến khi hoàn toàn bình phục rồi, hãy mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng một lần, để mong chẳng lỗi đạo tiếp nối đời trước mở ra đời sau. Đừng thường xuyên ân ái sẽ sanh được con cái thể chất khỏe mạnh, tánh tình từ thiện, thọ mạng dài lâu, vẻ vang nhiều lắm. Quang đưa cho vị sư mang thư ông tới đây một cuốn Thọ Khang Bảo Giám, nhờ trao lại cho ông. Văn lẫn lý trong cuốn sách ấy đều đáng tuân theo. Chỉ có điều trong những ngày kiêng ăn nằm, ngày vía của những vị thần thánh có thần thông nhỏ nhoi cũng đều kể vào, dường như không thích đáng lắm. Nhưng đối với chuyện ngày vía của đại quỷ thần thì nên kính, chứ đối với ngày vía của tiểu quỷ thần nếu chẳng kính sẽ do vậy mà bị chuốc họa. Hãy đừng nên bàn luận bừa bãi thì may mắn lắm thay. Dùng điều này để tự lợi mà cũng dùng những điều này để lợi tha. Do vậy tự tu tịnh nghiệp sanh về Tây Phương giống như trao bằng khoáng chuộc lại vật cũ. Nữ nhân cũng thế, ai muốn tiết dục ắt trước hết phải nói nguyên do với vợ, sẽ chẳng đến nỗi gia đình bị đục đục. Trong đời có những kẻ thanh xuân chôn chồng, nguyên nhân quá nửa là vì chẳng khéo tiết dục mà ra. So với cảnh giữ phòng không ở quá, sao bằng tiết dục để được tề mi giai lão chẳng hay hơn ư? Đây là đối với nữ nhân mà nói. Đàn ông cũng nên biết những chuyện kiêng kỵ có liên quan đến tánh mạng của nữ nhân. Đấy chính là người phối ngẫu có đức hạnh.
hằng nâng đỡ, tạo lợi ích cho nhau. Quang ăn nói dài dòng, chỉ vì bi tâm tha thiết có lẽ đã gây nhạt tai người nghe. Tịnh độ ngũ kinh là căn bản của pháp môn tịnh độ. Hãy đọc kỹ lời tựa, sẽ tự biết được những ý chánh. Tịnh độ thập yếu là trước thuật thiết yếu nhất của tịnh độ. Quan trọng nhất là sách Di Đà yếu giải, là bản chú giải tuyệt diệu nhất của kinh này. A Sĩ Toàn Thư là sách đứng đầu các thiện thư, cảm ứng thiên trực giảng, dùng chữ đơn giản dễ hiểu, nhưng không dùng tục, kẻ nhã người tục cùng xem đều được lợi ích. Ấn Quang Văn Sao, văn tùy vụng về chất pháp, nhưng nghĩa lý chấp nhận được, nói theo những điều được sách này đề xướng chắc chắn chẳng bị chê là trái luân thường, gây rối đất nước. Hãy nên lấy Thọ Phang Bảo Giám, làm sách giữ gìn tánh mạng cho con em đã hiểu chuyện đời. Chẳng những thanh niên phải nên xem, ngay cả người già cũng nên đọc. Muốn con em được trường thọ phải hoàn toàn cậy vào người cao tuổi, thường nói đến chuyện hạ phước. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trần Tịnh.